Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Hà Giang, mình đang là thực tập viên của công ty tư vấn và phát triển thị trường quốc tế NNS. Trong quá trình tập huấn của công ty thì ngày hôm nay bọn mình sẽ trải qua một thử thách mới, đó là thử thách khảo sát thị trường thực tế. Như các bạn đã biết thì việc sáng tạo hay là việc thiết kế ra một phiếu điều tra thì nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì việc vừa phát phiếu, vừa thu thập thông tin và vừa tư vấn cho khách hàng thì nó không phải là một việc đơn giản. Do đó thì hãy cùng mình trải nghiệm thực tế khó khăn này nhé. Giang được công ty giao cho nhiệm vụ khảo sát thị trường. Cô không có kế hoạch gì mà làm theo bản năng của mình. Biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thất lại. Sau khi bị sếp phản nàn, cô buồn lắm. Cô quyết định tham gia khóa tập huấn nhân viên cùng đồng đội của mình. My life is sugar. Yes, please. Won't you come and put it down on me? Và kết quả là take it in, put some look down. I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Pay my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while. Hãy tham gia khóa tập huấn nhân viên cùng chúng tôi để có nhiều hơn những trải nghiệm nhé. Singing, ooh.